Do tình hình thời tiết diễn biến bất thường, lượng mưa ít không đủ cung cấp nước cho các hồ, bể dự trữ nước. Nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Cao Bằng đang rơi vào tình trạng khan hiếm nguồn nước sinh hoạt, cây trồng khô héo vì hạn hán. Vùng núi đá Lục Khu bao gồm 12 xã vùng cao biên giới giáp với Trung Quốc thuộc huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng, được mệnh danh là cao nguyên khát với 2/3 diện tích là núi đá. Nguồn nước sinh hoạt và sản xuất của người dân nơi đây đều trông chờ vào nước mưa. Do vậy, từ năm 2008 đến nay, tỉnh Cao Bằng đã ưu tiên xây dựng 155 bể nước tập trung và 14 hồ nước nhân tạo để dự trữ nguồn nước. Tuy nhiên, lượng mưa năm nay quá ít, không đủ để dự trữ. Hiện các hồ và bể chứa nước đều đã cạn chưa đáy. Hàng nghìn hộ dân thiếu nước sinh hoạt, các loại cây hoa màu thiếu nước tưới dẫn đến khô héo. Thời điểm này, 12 xã vùng cao Lục Khu chỉ còn 2 mỏ nước tại xã Lũng Nặm và Tổng Cọt. Trong khoảng một tuần nữa mà không mưa ấy, thì dân ở trên này là cũng sẽ không có cái nước để dùng nữa. Thì bây giờ thì cái tình trạng bà con đang khắc phục. Trước tình hình đó, ngày 7 tháng 5, huyện Hà Quảng đã phối hợp cùng với công an tỉnh và trung tâm cấp nước sinh hoạt vệ sinh môi trường đã điều động hàng loạt xe cứu hỏa và xe môi trường chở nước sinh hoạt hỗ trợ cho người dân. Nhưng đây cũng chỉ là giải pháp tình thế cấp nước ăn cho người dân, còn hàng trăm hecta diện tích trồng ngô lạc, đỗ tương của người dân vẫn ngày càng khô héo chờ trời mưa giải hạn.